7 câu chuyện, 7 bài học thực sự cần thiết nên nghe để ngẫm và thực hiện theo. Cuộc sống là một dòng chảy triết lý khiến cho chúng ta không ngừng suy nghĩ. Có những câu chuyện dù ngắn nhưng cũng đủ làm thức tỉnh lương tâm người đọc. Có những câu chuyện tuy ngắn nhưng lại chứa đựng những điều lớn lao. Qua câu chuyện sẽ giúp bạn có hướng đi mới trong cuộc sống bế tắc của bản thân mình. Cùng Vân Anh lắng nghe 7 câu chuyện ngắn sau đây để có được những bài học cuộc sống quý giá nhé. Câu chuyện thứ nhất, tỷ phú mắc bệnh nan y. Có một tỷ phú sống trong căn biệt thự xa hoa, nhưng một ngày kia mắc bệnh hiểm nghèo. Ông chợt nhận ra rằng tất cả những gì là danh vọng, tiền tài và vật chất thực ra đều hư vô như mây khói. Vì lo sợ sẽ không sống được bao lâu nữa, ông bèn tìm đến một vị danh y để xin lời khuyên. Sau khi bắt mạch, danh y nói với ông rằng bệnh của ông ngoài cách này ra thì không thuốc nào có thể chữa khỏi. Tôi sẽ kê cho ông 3 đơn thuốc, ông cứ theo đó mà làm. Hết đơn thứ nhất thì chuyển sang đơn tiếp theo. Vị tỷ phú về nhà, trong lòng phấp phỏng hy vọng. Ông lấy đơn thuốc đầu tiên ra và đọc. Hãy đến một bãi biển và nằm đó khoảng 30 phút. Làm liên tục như vậy 21 ngày. Mặc dù thấy khó hiểu, nhưng ông vẫn quyết định ra bờ biển. Ông lang thang một phòng rồi ngã lưng nằm trên bãi cát. Bất chợt, một cảm giác nhẹ nhàng và khoan khoái vô cùng bao trọn thân thể ông. Vì trước đây công việc bận rộn nên ông không có cơ hội nghỉ ngơi. Nay ông có thể tĩnh tâm lại để lắng nghe tiếng gió thổi phi vu, tiếng sóng biển rì rào hòa lẫn với tiếng kêu thánh thót của đàn hải âu gọi bay. Trái tim ông bỗng thổn thức, chưa bao giờ ông có được cảm giác thoải mái như bây giờ. Ngày thứ 22, ông mở đơn thuốc thứ hai, trong đó viết: hãy tìm 5 con cá hoặc tôm rồi thả chúng xuống biển, liên tục như vậy trong 21 ngày. Trong lòng ông đầy rẫy những băn khoăn, nhưng vẫn cặm cụi đi mua tôm cá rồi thả chúng ra biển. Ngắm nhìn từng con vật bé nhỏ được trở về với biển khơi, trong lòng ông không nén nổi nỗi xúc động. Ngày thứ 43, ông đọc đơn thuốc thứ ba. Tìm một cành cây và viết những điều khiến ông cảm thấy không hài lòng lên bãi cát. Nhưng khi ông vừa viết xong, thủy triều lại cuốn tất cả xuống biển. Ông lại viết, sóng lại cuốn đi, lại viết, lại cuốn đi, rồi lại viết và lại cuốn đi. Ông bật khóc nức nở vì chợt hiểu ra tất cả. Khi về nhà, ông cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, tinh thần chưa bao giờ thoải mái và tự tại đến thế. Thậm chí ông cũng không còn sợ cái chết nữa. Thì ra, con người ta chỉ cần học được 3 điều trên thì sẽ vui vẻ hạnh phúc. Thứ nhất, nghỉ ngơi. Thứ hai, cho đi. Thứ ba, buông xuống. Bài học rút ra từ câu chuyện này chính là 3 điều còn thì không biết, mất đi mới biết. 1. Là nhất định phải biết nghỉ ngơi. Trong xã hội này có 2 loại người. Một là quá tham lam, mong muốn và theo đuổi sự thành công, mong muốn kiếm tiền, ham muốn sao cho mình không ngừng vươn xa hơn nữa. Còn loại người thứ hai, sống không có mục đích, không có chí tiến thủ. Nhưng chúng ta cần nhận thức rõ rằng, có người mới được ít đã thấy đủ, có người biết đủ và cảm thấy vui vẻ. Đây là 2 dạng người không giống nhau. Người được ít mà thấy đủ chính là người chỉ cần được chút ít đã xem là đủ. Người biết đủ cảm thấy vui vẻ chính là người có nhiều cũng cảm thấy đủ, có ít cũng cảm thấy đủ. Có được nhiều thì càng tốt, có được ít cũng không sao. Họ không để mình cảm thấy đau khổ, không làm tổn hại đến người khác. Đó chính là biết đủ sẽ cảm thấy vui vẻ. Tri túc.
Nếu một người lao đầu vào kiếm tiền, không chừa thủ đoạn nào để theo đuổi thành công và tài phúc mà không biết dừng nghỉ, sẽ có ngày cảm thấy vô cùng áp lực. Càng sân si nhiều càng mệt mỏi. Theo đuổi những chân trời viễn mộng khiến ta rất đau khổ, rất căng thẳng. Bởi vì khi đã giành được nó, ta lại sợ sẽ mất đi. Sau khi mất đi thì lại muốn giành được nó. Cũng gần giống như việc đánh bạc. Mong muốn tất cả những đồng tiền ở túi kẻ khác là tiền của mình. Bị thua lại mong thắng. Thắng được rồi, lại muốn thắng nữa. Không bao giờ biết thỏa mãn. Người thông minh là người biết nên làm và nên nghỉ ngơi hợp lý. Có như thế mới cân bằng cuộc sống và an nhiên tự tại. Hai là con người sống cũng phải biết cho đi. Trong cuộc sống này, những gì ta cho đi bằng tình người mới thực sự đúng nghĩa là cho, mà không phải là sự trao đổi hay mua bán dưới nhiều hình thức. Tuy nhiên, nếu ta biết cho đi những giá trị vật chất để giúp đỡ hoặc chia sẻ khó khăn cho người khác, thì đây chính là cách giúp ta có thể nhận lại được niềm vui và hạnh phúc, bởi trong ta không có sự toan tính. Khi cho đi mà chúng ta không kèm theo bất cứ một điều kiện hay sự mong cầu nào, thì chính ngay khi ấy chúng ta đã nuôi dưỡng được lòng từ bi vô hạn. Khi ta cho mà không có sự tính toán thì sự cho ấy mới là cao thượng, nên ta sẽ nhận được sự an lạc, hạnh phúc. Ba là phải học cách buông xuống. Nếu như con người biết buông xả trong đời sống hiện tại, buông đi những lợi danh, buông đi những hận thù chấp nhặt, đồng thời xả đi những mưu cầu tính toán cho bản thân, xả đi những tham sân si trong cuộc sống thường nhật, thì sẽ tự tìm thấy cho mình niềm an vui và thanh thản trong tâm hồn. Bởi khi biết buông xả thì tâm ta mới trong sáng để vượt qua những cám dỗ của tham sân si, của mạn nghi, ác kiến, để rồi nhìn thấy niềm vui xung quanh ta. Có buông xả được thì lòng ta mới rộng mở. Ai nói gì không vừa ý cũng bỏ qua mà không chấp. Nếu ai có làm điều gì xúc phạm cũng dễ dàng tha thứ. Mà nếu có giận có buồn thì chỉ một vài phút hoặc một vài giờ, cùng lắm là qua một đêm rồi quên hết đi, cho đời mình được an vui. Tham lam là một liều thuốc độc và dục vọng là con dao hai lưỡi. Có một cuộc sống ổn định rồi vẫn muốn theo đuổi sự thoải mái. Có cuộc sống thoải mái rồi lại muốn hưởng thụ những vật chất xa hoa. Nếu dục vọng không có điểm dừng thì con người vĩnh viễn không bao giờ cảm thấy đủ, không bao giờ cảm thấy thỏa mãn và cũng không bao giờ tìm kiếm được niềm vui. Hãy trân trọng những gì bạn đang có, bạn sẽ thấy rằng bản thân mình là người giàu có nhất trên cõi đời này. Câu chuyện thứ hai, đau khổ là gì? Câu hỏi của người ăn mày. Xưa, có một người ăn xin rách rưới và già yếu. Mặc dù mang dáng vẻ thương tâm, nhưng đi đến đâu ông cũng bị người đời xua đuổi xa lánh. Trong một lần xin ăn, ông lão đã bị người ta đánh đập. May mắn có nhà sư khất thực qua đó đã giang tay cứu giúp. Nhìn thấy thần thái siêu phàm thoát tục của nhà sư, ông lão vô cùng cảm động, vội quỳ xuống, hai tay ôm lấy chân nhà sư mà khóc rằng: "Xin hãy cho lão già đây được đi theo ngài. Lão không cầu ngài phải cung dưỡng, chỉ hy vọng trước khi chết được một lần nghe Phật Pháp mà thôi." Nhà sư liền đỡ ông dậy và nói: "Tôi chỉ là người xuất gia, không có tiền, cũng không có Phật. Chỉ lấy từ bi làm gốc. Mong rằng ông sẽ không ngại cùng tôi mà chịu khổ." Cả một đời ông lão đã trải qua nhiều khổ cực. Qua mùa đông giá rét, rồi ngày hè nóng nực, sống cảnh màn trời chiếu đất. Trong đói khát,
mãi không biết được cảm giác no đủ. Trăm ngàn cái khổ dày vò qua năm này năm khác. Có những lúc cảm thấy cuộc đời sao trớ trêu, vận mệnh sao lại bất công như vậy. Ông lão chỉ phần uất than trời. Ông trời ơi, ngài có mắt hay chăng? Sao lại đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy? Đáp lại lời ông chỉ là tiếng sấm chớp đùng đùng, mưa to như trút. Có lẽ ông trời cũng động lòng trước nỗi khổ của ông mà rơi lệ. Mặc dù mỗi thời mỗi khắc ông đều đang chịu khổ như vậy, nhưng rốt cuộc khổ là gì? Ông không hề hay biết, không thể sợ thấy, cũng không thể nhìn thấy được. Từ khi theo nhà sư về chùa, ông lão được nghe Phật Pháp mỗi ngày. Một ngày kia, ông lão hỏi, đau khổ là cái gì vậy? Nhà sư mở tay ra, trong nháy mắt, bỗng xuất hiện bó hoa với đủ mọi sắc màu. Những bông hoa nhẹ nhàng phiêu động trên tay, huyền diệu vô cùng. Ông lão mở to mắt kinh ngạc. Thật không ngờ, khổ lại có hình dáng như thế này, lại còn đẹp đến vậy. Nhà sư ngắt một cánh hoa đưa cho ông lão. Ông hãy nếm thử, xem khổ có mùi vị gì. Ngay khi vừa nuốt cánh hoa, ông lão giật mình bừng tỉnh. Cánh hoa lung linh như vậy mà lại đắng, khổ đến thế. Cái khổ vô cùng vô tận, khổ bằng trời bằng biển, đến nỗi ông lão quặn thắt lòng như xé thấu tâm can. Mùi vị của cái khổ xuyên qua mỗi đường kinh lạc, thấm vào xương tủy, sau đó mới dần dần tiêu mất. Cả một đời ông lão đã chịu khổ nhiều như vậy, thì ra đều không sánh được với cái khổ của một cánh hoa nhỏ xíu này. Nhưng đến lúc này, khi đã hồi tỉnh rồi, cái khổ cũng qua đi rồi. Ông lão mới nhận ra rằng tấm lưng còng nay đã thẳng trở lại. Hai chân khập khiễng giờ cũng khỏi hẳn. Cơ thể tàn tạ vì sương gió bỗng trở nên khỏe mạnh, đầy sức sống. Hàng trăm bệnh tật cũng biến mất từ lúc nào không hay. Lần đầu tiên trong đời, ông lão tận hưởng được cái khoan khoái và hạnh phúc vô bờ. Ông lại nước mắt lưng tròng quỳ lại và dập đầu li li trước nhà sư. Nhà sư liền đỡ ông dậy, vẫy nhẹ tay giữa không trung. Lập tức, toàn bộ sàn, tường, vách và ngay cả trên trần nhà cũng hiển hiện những bông hoa rực rỡ sắc màu, lộng lẫy đủ mọi dáng vẻ. Tất cả đều lấp lánh ánh quang và tỏa hương thơm ngát. Nhà sư nói, những bông hoa này tên là Thánh Khổ Linh Hoa, là do ta đã đời đời kiếp kiếp đi khắp chân trời góc bể, chịu đủ hết thảy mọi cái khổ trên đời, nhờ khổ tu mà xuất lai. Người đời dẫu chịu khổ bao nhiêu cũng không thể hình thành được Thánh Khổ Linh Hoa này. Chỉ có những bậc chân tu được Phật Pháp gia trì mới có thể làm được. Nhưng sự hình thành của mỗi cánh hoa đều cần phải chịu rất rất nhiều khổ mới tạo nên được. Ông lão nói, đại sư, ngài chịu đủ thứ khổ như vậy, dùng cạn tâm huyết mà vun trồng Thánh Khổ Linh Hoa, rốt cuộc là vì sao vậy? Vì chúng sinh đó. Nhà sư ngữ khí nghiêm trang nói, sau này nếu ông có thể chịu khổ tu luyện, cũng sẽ hình thành Thánh Khổ Linh Hoa, tế thế độ nhân vậy. Ông lão nói, ngay từ khi mới sinh ra, lão đã bị cha mẹ bỏ rơi, trong khi xin ăn lại thường bị người đời chửi mắng, đánh đập tàn nhẫn, phải chịu khổ bao nhiêu, vậy sao cái gì cũng không minh bạch được. Trái lại trở nên vừa già nua vừa bệnh tật, căm phẫn đố kỵ với cuộc đời. Nhà sư nói, đó là bởi ông không gặp được Phật Pháp, nhưng nếu có thể chịu khổ mà tu luyện Phật Pháp thì sẽ hình thành Thánh Khổ Linh Hoa. Không chỉ bản thân ông mà hết thảy chúng sinh cũng sẽ nhờ ông chịu khổ
mà có được cơ duyên hữu sinh, mới có duyên lành tiếp nhận vào thế giới thiên quốc. Thì ra là như vậy, đúng như lời Đức Phật giảng, đời người là bể khổ. Nhưng nếu như cái khổ khiến người bình thường trở nên căm phẫn, bất bình, thì cái khổ lại giúp người tu luyện thăng hoa, đạt đến giác ngộ, cuối cùng viên mãn đắc đạo. Như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Giê-xu hay Lão Tử, chẳng phải họ cũng từng nếm trải hết thảy một cái khổ trên đời đó sao? Câu chuyện thứ ba, người ăn mày mù lòa. Ngày nọ, một người ăn mày mù bị một đứa trẻ dùng côn gỗ đánh vào trán, làm sưng lên một cái u. Anh ta dùng tay sờ lên chỗ sưng với vẻ mặt không hề tức giận, vừa dùng tay xoa xoa chỗ đau vừa cười cười. Một tên ăn mày khác nhìn thấy vậy cảm thấy vô cùng khó hiểu, liền hỏi: cậu mỗi lần bị đánh đều vui tươi hớn hở, lòng của cậu sao có thể độ lượng rộng lớn như vậy? Người ăn mày mù nói: tôi đang tìm lại phúc báo của mình. Thật là khó hiểu. Tên ăn mày ngồi bên cạnh thốt lên. Người ăn mày mù trầm ngâm một lát rồi nói: tôi sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện này thì cậu sẽ hiểu ngay. Nói rồi, người ăn mày mù bắt đầu cất lời kể. Trước đây rất lâu rồi, cách kinh thành không xa, có một gia đình giàu có. Chủ nhân tên là Triệu Lôi. Mặc dù vô cùng giàu có, nhưng mãi đến tuổi trung niên, vợ chồng họ mới có con nên vô cùng vui mừng và đặt tên là Đại Hỷ. Hai vợ chồng họ vui mừng quá, không biết đối xử với đứa con này thế nào cho phải, nên nuông chiều Đại Hỷ từ bé, muốn gì được đấy, thậm chí đứa trẻ muốn đánh ai thì đánh, cả gia đình và người ở đều vui vẻ tiếp nhận. Khi Đại Hỷ lớn lên, cậu ta càng hoành hành ngang ngược, khiến cho hàng xóm láng giềng sống cũng không được yên thân. Mỗi ngày, Đại Hỷ đều tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền bạc. Một ngày, Đại Hỷ đang đi trên đường thì gặp một cô gái xinh đẹp. Hắn ta lập tức nảy sinh ý đồ xấu, có hành vi khiếm nhã với cô gái. Cô gái đang lúc sợ hãi thì gặp được một vị lão hòa thượng cứu đi. Ngày hôm sau, Đại Hỷ đến ngôi chùa mà vị lão hòa thượng kia. Vừa bước vào cửa chùa thì lão hòa thượng cũng từ cửa chính đi ra. Đại Hỷ đoán rằng cô gái đó trốn ở bên trong nên muốn xông vào, thì bị lão hòa thượng ngăn lại. Đại Hỷ không nói không rằng, dùng gậy gỗ đánh vào đầu lão hòa thượng. Có lẽ vì đánh trúng vào huyệt nên vị lão hòa thượng già ngã lăn ra rồi qua đời. Đại Hỷ bị quan phủ bắt và bị kết tội phải đền mạng. Hắn ta không những không hối cải mà còn đổ tội cho vị lão hòa thượng đã chiếm đoạt cô gái kia của anh ta. Gia đình vì muốn giải vây cho con trai miễn khỏi chịu tội nên đã bán sạch gia tài để nhờ quan huyện tha mạng cho. Ngay khi chuộc Đại Hỷ về, không ngờ đêm đó nhà họ bị cháy dữ dội. Người mẹ bị lửa bốc lên làm mù mắt, người cha bị bỏng liệt giường, rồi qua đời sau đó không lâu. Cả người cả của đều bị tan biến mất. Lúc này Đại Hỷ mới bừng tỉnh ngộ. Hắn ra sức làm mọi cách hiếu kính với mẹ, làm các việc mà xưa nay chưa từng làm, như nấu cơm, giặt quần áo, đi làm thuê kiếm gạo. Cứ như vậy, mãi cho đến khi người mẹ qua đời. Mấy năm sau, Đại Hỷ cũng vì bệnh tật, không có tiền cứu chữa mà ra đi. Đại Hỷ khi xưa chính là tôi ở kiếp này. Ngay từ khi ra đời, tôi đã bị mù và bị cha mẹ bỏ rơi. Người nhặt tôi về nuôi chính là một người phụ nữ nhặt ve chai tàn tật. Tôi dựa vào sự chăm sóc của mẹ nuôi mà lớn lên. Sau đó, mẹ nuôi của tôi vì bị bệnh mà qua đời. Tôi lại trở thành đứa trẻ mù mồ côi.
Hôm ấy vì quá đau khổ, tôi đã đến bên mộ của mẹ nuôi tôi, ngồi tựa vào đó mà khóc. Tôi gào khóc đến chết đi sống lại, vừa khóc vừa trách mắng ông trời bất công. Mãi cho đến lúc mệt và thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc ngủ thiếp đi ấy, tôi đã gặp một ông lão tóc bạc phơ mờ ảo hiện ra. Ông lão ấy đưa tay vẽ một cái, làm tái hiện lên rất nhiều việc hung ác, khiến tôi thấy sợ. Cuối cùng, ông lão thở dài nói, tất cả những tội ác ban nãy người chứng kiến đều là ngươi đã làm ở kiếp trước đấy. Tội nghiệp của ngươi quá lớn, không những bắt nạt con trai, ức hiếp con gái, tiêu xài phung phí, mà điều không thể tha thứ chính là phỉ báng, đánh chết người tu hành. Tội nghiệp vô cùng sâu nặng, nhưng niệm tình ngươi cuối cùng đã biết tận hiếu với mẹ già, nên ngươi mới được đầu thai làm người. Được làm người nhưng phải chịu tội, ba đời không có tiền bạc, ba đời không có hôn nhân, ba đời làm ăn mày mù. Mẹ nuôi của ngươi ở kiếp này chính là mẹ của ngươi ở kiếp trước. Bởi vì kiếp trước ngươi cố hiếu với mẹ, nên kiếp này bà ấy đã nhận nuôi ngươi khôn lớn. Ở kiếp này, nếu như ngươi có thể giữ được tâm tính làm người tốt, thì mới có thể tiêu trừ nghiệp chướng, khổ tận cam lai. Kiếp sau sẽ có phúc báo. Người xưa thường nói, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Từ câu chuyện có thể thấy, thiện ác có báo là thiên lý. Hãy hành thiện tích đức để kiếp này và kiếp sau được hưởng phúc báo. Câu chuyện thứ tư, tại sao người giàu vẫn cứ giàu, người nghèo vẫn cứ nghèo? Có một người đàn ông nghèo, ngày không ăn đủ ba bữa, quần áo chỉ mặc đi mặc lại duy nhất một bộ. Anh ta thường ngẩng lên nhìn trời và than cho số phận đau khổ của mình. Hằng ngày, anh ta làm việc cực nhọc cũng chẳng đủ sống. Có một lần ông thương tâm mà kêu khóc. Hỏi ông trời có công bằng hay không? Tại sao có người giàu sang sung sướng như vậy? Còn người nghèo chúng tôi mỗi ngày đều chịu khổ, chịu mệt. Thượng đế vừa cười vừa hỏi ông ta. Thế ông muốn thế nào thì sẽ thấy ta công bằng? Người đàn ông nghèo đáp. Con muốn một người giàu có trở nên nghèo giống con, có cuộc sống như con. Nếu như người giàu ấy có thể phú quý trở lại thì con sẽ không oán thán gì nữa. Thượng đế gật đầu nói, được. Thế rồi thượng đế cho một người giàu sang biến thành một kẻ bần hàn giống như người đàn ông kia. Thượng đế còn cho mỗi người một ngôi nhà và một quả núi. Mỗi ngày họ đều đào than lộ thiên ở trên núi đem xuống núi bán, lấy tiền mua lương thực. Sau một tháng, than lộ thiên đều đã bị họ đào hết. Người giàu và người nghèo cũng bắt đầu đào núi để lấy than. Người nghèo vốn thường quen với cuộc sống khổ cực. Việc đào than đối với anh ta chẳng có khó nhọc gì. Rất nhanh, anh ta đã tích được đủ một xe than chở xuống núi bán lấy tiền và dùng toàn bộ số tiền để mua đồ ăn ngon mang về cho mẹ già, con thơ ở nhà. Người giàu vốn chưa bao giờ làm việc nặng nhọc, đào một lúc là nghỉ một hồi. Mồ hôi đầm đìa khắp thân mà vẫn chưa đào được là bao. Tới chập tối, anh ta mới chất được đủ một xe than để mang xuống núi. Bán được tiền rồi, anh ta chỉ mua vài cái màn thầu, còn số tiền dư anh ta cất để dành. Ngày thứ hai, người nghèo đã dậy từ sớm để đi đào than. Còn người giàu lại đi xuống núi, thuê hai người nghèo khác. Hai người này chẳng nói chẳng rằng đã bắt tay vào đào than. Trong tướng tá thì khỏe mạnh và to cao hơn người nghèo kia rất nhiều. Người giàu đứng một bên chỉ đạo. Chẳng mấy chốc họ đã đào được vài xe than đầy. Người giàu mang xe than xuống núi bán. Được bao nhiêu lại lấy tiền đó thuê thêm lao động.
Sau một ngày đó, người giàu trả tiền cho công nhân của mình xong, còn để ra được một khoản tiền gấp mấy lần người nghèo kia. Một tháng lại qua rất mau, người nghèo chỉ đào được một gốc nhỏ mỏ than ở trên núi. Mỗi ngày tiền kiếm được, anh ta đều mua đồ ăn ngon cho mình và gia đình, cũng chẳng để lại được là bao. Còn người giàu vốn từ đầu đã thuê được cả một nhóm người đào hết cả than trên núi, kiếm được không ít tiền. Anh ta dùng số tiền này đầu tư buôn đi bán lại, rất nhanh đã trở thành phú ông. Kết quả chẳng cần nói cũng có thể đoán ra, người nghèo thì chẳng dám oán trách ông trời nữa. Thành công không phải là ở việc bạn có thể làm bao nhiêu việc, mà là bạn có thể mượn bao nhiêu người làm bao nhiêu việc. Học cách đi mượn là dùng nền tảng vốn có của bạn, mượn thêm công sức của người khác, mượn khả năng của người khác, mượn sức lực của cả một hệ thống. Do đó, bạn phải tìm thấy điểm trọng tâm của đòn bẩy để nâng được cả thế giới. Câu chuyện thứ 5. Con lừa dưới hố. Một con lừa bị rơi vào cái hố sâu và nó cảm thấy tuyệt vọng. Chủ nhân tìm thấy nó cũng chẳng có cách nào lo nó lên, cũng đành bỏ mặc nó ở đó. Con lừa ở dưới cái hố đó, ngày nào nếu có ai đi qua cũng ném rác vào hố. Thỉnh thoảng có người tốt cũng ném cho nó ít cỏ tươi. Nó nghĩ, ông trời cũng bỏ mặc nó như chủ nhân của nó vậy. Đã ném nó xuống đây lại còn chẳng cho nó chết luôn. Ngày ngày chẳng được chạy nhảy trên thảm cỏ xanh, cũng chẳng được gặp những con lừa khác. Nó có lẽ sẽ chết vì buồn chán. Mà bực hơn, nó sẽ chết cạnh những chiếc lốp xe cũ và chồng chất những bao rác thối. Thế rồi một ngày trôi qua, lại một ngày trôi qua. Khi nó ngẩng lên nhìn cái ngọn cây cao phúc, nó chợt nảy ra một ý tưởng. Nó quyết định sẽ thay đổi thái độ sống của mình. Mỗi ngày nó đều cố gắng chồng các bao rác lên nhau, chừa lại cho mình một khoảng trống sạch sẽ và quang đãng. Chẳng ngờ một ngày rác nó chồng rồi rác người khác ném xuống. Chẳng mấy chốc nó đã có thể tự nhảy lên miệng hố. Bốn chân nó đã lại được chạm vào thảm cỏ xanh mượt. Bài học rút ra, cuộc sống chẳng bao giờ đều đúng như nguyện vọng của ta. Hơn nữa, những điều không như ý có khi đến cùng một lúc, rất nhiều, rất khó khăn. Thế nhưng, trọng điểm trong cuộc sống của ta không thể nào là chúng được. Chúng ta luôn phải đứng ở một góc độ tích cực hơn, cố gắng tận hưởng cuộc sống một cách đầy vui vẻ và hứng khởi. Hãy đừng nghĩ ta đã đạt được gì sau mọi cố gắng. Hãy nghĩ rằng ta đã đi trên con đường đó như thế nào, cảm xúc ra sao và tận hưởng được những gì. Dù kết quả có tốt hay dở, thì chẳng phải ta đã được rất nhiều rồi đó sao? Cuộc đời sẽ nhiều lúc ném vào người bạn rất nhiều bao rác. Vậy bạn có thể tìm lại được lối thoát ra khỏi đó như chú lừa kia chăng? Câu chuyện thứ 6. Ngưỡng mộ người khác chi bằng tự mình cố gắng hơn. Vì sao ta phải ngưỡng mộ người khác, song than thân trách phận mà quên đi tự mình có thể làm cho mình hạnh phúc? Người ta sở dĩ không vui vẻ hạnh phúc là bởi vì họ cứ muốn làm người khác mà không muốn làm chính mình. Có một câu chuyện ngụ ngôn thế này. Heo nói rằng, giả sử như cho tôi sống thêm một đời nữa, tôi ước được làm một con bò. Công việc tuy có vất vả một chút, nhưng danh tiếng tốt là được con người yêu mến. Bò thì nói, giả như cho tôi được sống thêm một cuộc đời nữa, tôi ước làm một chú heo, ăn no rồi ngủ, ngủ đủ lại ăn, không mất sức, không chảy mồ hôi, cuộc sống sướng như tiên. Chim ưng nói, giá như cho tôi sống lại một lần nữa, tôi sẽ làm một con gà, khát thì có nước, đói có gạo, ở có chuồng, lại còn có người bảo vệ. Còn gà thì nói,
Giá như cho tôi sống lại thêm một lần nữa, tôi phải là một con chim ưng, có thể bay lượn trên trời xanh, vân du tứ hải, tùy thích, muốn làm gì thì làm nấy. Điều ước của các con vật trong câu chuyện ngụ ngôn kia cũng chính là những gì mà chúng ta vẫn thường làm. Rất ít người mong được làm chính mình. Thay vào đó, họ cứ đi ngưỡng mộ những thứ của người khác, ngưỡng mộ công việc của người khác, ngưỡng mộ con cái ưu tú của người khác, ngưỡng mộ chiếc xe mới của người khác. Hôm nay trông thấy Trương Tam mua một ngôi nhà mới, liền sinh oán giận chồng mình bất tài. Ngày mai thấy gia đình Lý Tứ hạnh phúc, liền cảm thấy bản thân mình đã gặp phải người chẳng ra gì. Chúng ta dường như quên mất rằng bản thân chúng ta có khi cũng là đối tượng mà người khác đang ngưỡng mộ. Người khác có thể ngưỡng mộ bạn là người tài hoa, ngưỡng mộ cuộc sống thanh nhàn của bạn, hoặc con cái ngoan hiền của bạn. Chỉ là bạn không biết mà thôi. Trái lại, bạn cũng không biết người mà bạn hâm mộ có thể đang phải chịu đựng nhiều áp lực, ăn không ngon ngủ không yên, hoặc đang có những đau buồn mà họ không thể thổ lộ. Ai thực sự có thể nhìn thấy phía sau ánh hào quang của người khác? Vài ngày trước, một người bạn học cũ gọi điện cho tôi và kể về một người bạn khác gặp cơ duyên tốt. Nào là người bạn đó sau khi tốt nghiệp đại học được kết hôn với mối tình đầu. Từ trước hay sau kết hôn đều là người khiến mọi người hâm mộ. Nào là chồng bạn ấy không những có sự nghiệp thành công, còn biết quan tâm, lại giúp vợ làm việc nhà. Hơn nữa còn vui đùa với con. Nào ngờ sau khi kết hôn được 20 năm, người chồng đó lại còn có con riêng nữa. Giờ đây họ đang làm thủ tục ly hôn. Thật là không thể ngờ rằng câu chuyện lại kết thúc như thế. Chúng ta từ bên ngoài nhìn người khác, bởi vì chỉ có thể thấy được bề ngoài, nên xem ra cứ tưởng rằng người khác là tốt hơn mình. Và người khác cũng chỉ thấy bề ngoài của bạn, họ không biết nội tâm bạn có gì. Vì thế, đôi khi bạn chỉ là gượng cười cho vui, thì họ cũng không hề hay biết. Trước đây, tôi thường ngưỡng mộ các đồng nghiệp thường xuyên đi nước ngoài công tác. Tưởng tượng họ không cần dùng tiền túi mà vẫn có thể đi đây đi đó. Sau này, đến lượt chính bản thân mình trải nghiệm, tôi mới vỡ lẽ rằng sự tình cũng không hẳn là thế. Ngồi máy bay đường dài, không những ăn chẳng ngon, ngủ chẳng được, miệng đắng, lưỡi khô rác, còn đau lưng mỏi gối nữa. Ngần đó đã đủ mệt rồi. Vậy mà khi về lại phải viết báo cáo cày nữa, thật vô cùng mệt mỏi. Cho nên đừng chỉ nhìn bên ngoài của sự việc. Con người có vẻ như ai cũng đều muốn giữ thể diện, thậm chí chỉ muốn khoe cái tốt của mình, còn xấu xa thì đậy điểm lại. Vì thế, hỏi mấy ai thật sự nhìn thấy những sự cố gì đang xảy ra ở đằng sau ánh hào quang của người khác. Họ có phiền não của họ, bạn có hạnh phúc của mình. Hạnh phúc giống như con người uống nước, ấm hay lạnh chỉ tự mình biết. Bạn không phải là tôi, sao thấu hiểu được chặng đường tôi đã qua. Trong tôi là niềm vui hay nỗi khổ. Bạn thấy kết quả học tập tốt của bạn bè mà khởi tâm ngưỡng mộ. Nhưng bạn có biết, họ mỗi ngày đều cần tận lực đầu óc, ra sức suy nghĩ, ngày đêm dùi mài như thế nào? Bạn ngưỡng mộ một ngôi sao hay minh tinh màn bạc có thân hình yêu kiều nào đó. Nhưng bạn có biết, cô ấy luôn tính toán chi li đến từng cm, ăn kiêng giữ dáng, có khi mỗi ngày chỉ ăn có một bữa không? Bạn ngưỡng mộ một người nào đó đạt được nhiều thứ, nhưng có biết đâu rằng có thể họ đang phải đảm nhận nhiều trách nhiệm và nguy cơ, nguy hiểm gấp bội so với một người bình thường không? Bạn ngưỡng mộ người nào đó có thể đi đây đi đó, đi khắp các nơi mà không bị gò bó, câu thúc hay ràng buộc gì cả. Nhưng điều đó cho thấy mặt trái của vấn đề là người ấy cũng phải lo lắng cho sự nghiệp không cố định của họ. Hoặc túi tiền cũng sẽ bị phơi mỏng đi
bởi vì chi phí đi lại, phải vậy không? Mỗi một chuyện trên đây đều giống hai mặt của đồng xu, hay hai mặt của tấm huy chương thôi. Nó có mặt phải và mặt trái. Khi chúng ta ngưỡng mộ người khác, cũng là khi chúng ta không nhìn thấy những nỗi đau và phiền muộn trong lòng của họ mà họ không hề để lộ cho người khác biết. Cuộc sống không có ai là hoàn hảo, cho nên không cần phải ngưỡng mộ người khác. Chỉ cần hiểu rằng người ta có mối phiền muộn của người ta, còn bạn có hạnh phúc của bạn. Hạnh phúc của người khác không liên quan đến hạnh phúc của bạn. Nếu như bạn biết bản thân mình cần gì, thì bạn sẽ không cần ngưỡng mộ hạnh phúc của người khác. Nếu như bạn không biết bản thân mình cần gì, thì cho dù bạn đã đạt được hạnh phúc, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Bạn thử nghĩ xem, nếu như Trương Tam chỉ ngưỡng mộ sự nghiệp của Lý Tứ, còn Lý Tứ chỉ ngưỡng mộ gia đình của Trương Tam, vậy thì làm sao có thể hạnh phúc, vui vẻ được? Câu chuyện thứ 7. Cuộc đời kỳ lạ của người ăn xin. Ở góc phố nọ, có một cô bé ngày ngày đứng bán những bông hoa hồng tươi thắm được hái từ vườn nhà mình. Một ngày kia, sau khi đã bán gần hết số hoa hồng trong ngày, thấy trời đã sẩm tối nên cô bé quyết định hôm nay sẽ về nhà sớm hơn một chút. Lúc này trong chiếc giỏ của cô bé vẫn còn hai bông hồng chưa bán hết. Lại thấy bên đường gần đó có một người ăn xin đang ngồi. Vì thế cô bé bèn tặng hai bông hồng ấy cho người ăn xin rồi vui vẻ quay về nhà. Có lẽ bạn sẽ nghĩ câu chuyện đến đây là kết thúc. Nhưng nếu hết ở đây thì đâu gọi là câu chuyện kỳ lạ về cuộc đời người ăn xin được. Mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu thôi. Lại nói đến người ăn xin, khi nhận được hai bông hồng từ cô bé bán hoa kia, từ trước tới nay anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày có chuyện tốt đẹp như thế xảy ra với mình. Anh không bao giờ nghĩ rằng sẽ được người khác tặng hoa hồng. Chuyện này lạ lùng như mặt trời mọc từ hướng Tây vậy. Có lẽ người ăn xin này chưa từng yêu thương bản thân, cũng chưa từng nhận được tình yêu của người khác dành cho mình. Nên anh mới xúc động vì một món quà nhỏ bé đến từ người xa lạ đến vậy. Thế nên, anh đã quyết định ngày hôm đó không ăn xin nữa mà về nhà luôn. Sau khi về đến nhà, người ăn xin tìm một cái lọ rồi đổ nước vào để cắm hai bông hồng đó và đặt lọ hoa trên bàn. Cứ thế, anh ngồi lặng lẽ, ngắm vẻ xinh đẹp của bông hồng trong lọ. Bỗng nhiên, người ăn xin dường như nghĩ đến chuyện gì đó. Anh lập tức lấy hai đóa hoa ra, đi rửa sạch chiếc lọ rồi cắm hoa vào lại. Hóa ra là trong lúc thưởng thức hoa, anh bất ngờ cảm thấy bông hoa xinh đẹp như vậy sao có thể tùy tiện cắm trong một chiếc lọ bẩn thỉu được. Vì vậy, anh đã đem rửa sạch lọ, như vậy mới xứng với vẻ đẹp của bông hồng. Làm xong những việc này, anh lại ngồi bên cạnh say sưa thưởng thức đóa hoa tuyệt đẹp. Đột nhiên anh lại nghĩ, hoa hồng đẹp như vậy, lọ hoa sạch như thế, sao có thể đặt trên một cái bàn vừa bẩn vừa bừa bộn được. Thế nên, người ăn xin bắt đầu lau sạch bàn, sắp xếp lại đồ đạc trên bàn cho thật gọn gàng. Xong xuôi, anh yên lặng ngồi ngắm nhìn mọi thứ trước mắt. Một suy nghĩ lại bất chợt nảy ra trong đầu người ăn xin. Anh nghĩ, bông hoa hồng đẹp như vậy, chiếc bàn sạch sẽ đến thế, sao có thể nằm trong căn nhà bừa bãi như này được? Thế là anh quyết định quét dọn sạch sẽ toàn bộ căn nhà, sắp xếp lại mọi thứ ngăn nắp và tống khứ hết rác vụn trong nhà ra ngoài. Cứ thế, căn nhà nhờ có bông hoa hồng mà bỗng trở nên ấm áp, sạch sẽ hơn hẳn. Đến cả người ăn xin cũng gần như quên mất mình đang ở đâu. Trong lúc đang say mê ngắm nhìn mọi thứ, bỗng anh phát hiện ra trong gương phản chiếu hình ảnh một thanh niên đầu bù tóc rối, lồi thồi nhếch nhác, quần áo tả tơi. Anh không ngờ bộ dáng mình lại là như thế này. Người như vậy
sao có tư cách ở trong căn nhà như này, và bầu bạn bên cạnh đó hoa hồng tuyệt đẹp kia chứ. Thế là anh lập tức đi tắm gội thật sạch sẽ. Tắm xong, anh tìm thấy một bộ quần áo dù đã cũ kỹ nhưng vẫn khá sạch sẽ. Lại cạo sạch râu, sửa sang lại bản thân một lượt từ đầu đến chân. Xong xuôi tất cả, anh soi lại gương. Bỗng phát hiện một gương mặt đẹp trai sáng sủa ở trong gương mà mình chưa từng trông thấy trước đó. Bây giờ, người ăn xin đột nhiên cảm thấy bản thân không tệ lắm. Vì sao lại phải làm ăn mại chứ? Đây là lần đầu tiên anh tự hỏi bản thân như vậy. Tâm trí anh bỗng chốc thức tỉnh. Anh nghĩ dường như bản thân không đến mức kém cỏi như thế. Lại nhìn một vòng tất cả những thứ trong căn nhà, ngắm bông hoa hồng xinh đẹp một lúc nữa, người ăn xin đột nhiên đưa ra một quyết định lớn nhất, quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Anh quyết định ngày mai sẽ không ra đường làm ăn mày nữa, mà sẽ đi tìm việc làm. Vì không sợ bẩn và không sợ mệt, cho nên ngay hôm sau anh đã thuận lợi tìm được một công việc cho mình. Có lẽ là nhờ đóa hoa hồng nở rộ trong lòng đã cổ vũ, cùng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chính anh. Chỉ một vài năm sau, người ăn xin năm nào đã trở thành một người vô cùng thành đạt. Lại qua nhiều năm sau, anh rốt cuộc đã tìm được cô bé tặng hoa cho mình năm nào và để lại cho cô một phần tài sản của mình. Việc làm của anh không nhằm mục đích gì cả. Anh chỉ muốn cảm ơn cô đã tặng cho anh hai bông hồng khi anh vẫn còn đang lưu lạc trên đường để làm ăn xin. Bài học rút ra. Trong câu chuyện về cuộc đời kỳ lạ của người ăn xin bên trên, hai bông hồng năm đó không chỉ đơn giản là bông hoa nhỏ bé, mà còn là một biểu tượng của hy vọng, tượng trưng cho ước mơ tươi đẹp và một tương lai rực rỡ. Đó là bông hồng mang theo tình người, niềm tin và được trao từ trái tim đến trái tim. Đó chính là thứ mà người ăn xin luôn khao khát và cũng thiếu thốn nhất, là động lực lớn nhất để anh thay đổi bản thân từ những điều nhỏ nhặt nhưng mang lại tác dụng lớn lao. Nếu bạn trao cho những người xung quanh mình một bông hồng chứa đầy sự chân thành, mong muốn những điều tốt đẹp đến với họ, như vậy, tâm hồn bạn cũng là một vườn hồng đẹp đẽ. Nhưng nếu ngược lại, bạn chỉ là một bãi đất hoang, cằn cỗi và toàn cỏ dại. Có bao giờ bạn cảm thấy mình bơ vơ, lạc lõng, không vốn báu phiếu giữa cuộc đời đầy rẫy những khó khăn chất chồng? Khi ấy, bạn chỉ muốn được dựa vào một ai đó, nhưng người mà bạn hy vọng lại trao cho bạn những nhành gai nhọn khiến trái tim bạn rỉ máu. Có bao giờ bạn thấy mình như kẻ ăn mày tuyệt vọng cầu xin một đóa hồng? Nếu ai đó trao nó cho bạn, xin chúc mừng, bởi bạn là người hạnh phúc và may mắn nhất trên thế gian này. Nếu không, xin đừng vội buồn khổ, vì bạn hoàn toàn có thể tự gieo trồng cả một vườn hồng trong tim mình và trao chúng cho chính bản thân mà chẳng cần chờ mong từ ai cả. Trong cuộc sống, lời nói hay hành động của một ai đó có thể đưa người khác lên thiên đường, nhưng cũng có thể đẩy họ xuống địa ngục tối tăm, vì khoảng cách của hai nơi này vô cùng mong manh. Thực ra mỗi người trên đời này đều có những ưu điểm và thế mạnh của riêng mình. Chúng ta cần phải tin tưởng vào bản thân mình, bất kể rơi vào hoàn cảnh nào cũng không nên bỏ cuộc. Cũng giống như nhân vật chính trong câu chuyện về cuộc đời kỳ lạ của người ăn xin trên kia, anh đã dần thay đổi diện mạo, chỗ ở và nhận ra điều quan trọng nhất, rằng bản thân không hề tồi tệ như anh vẫn tự nghĩ, rằng anh hoàn toàn có thể cố gắng nhiều hơn để hiện thực hóa ước mơ của mình. Những khó khăn, thử thách hay vấp ngã trong cuộc sống, chắc chắn ai cũng đã từng phải trải qua. Điều quan trọng là thái độ và cách mà chúng ta đã vượt qua những khó khăn đó ra sao.
có rất nhiều yếu tố để giúp ta thoát khỏi nghịch cảnh. Trong đó không thể thiếu được hy vọng và sự lạc quan. Có được hai điều này, ta sẽ chẳng bao giờ phải lo bị cuộc sống làm khó nữa. Vì vậy, hãy bỏ lại những phiền muộn, đau khổ trong quá khứ. Thứ gì đã qua thì hãy cứ để nó trôi qua. Dù có níu kéo cũng chẳng thay đổi được điều gì. Vậy tại sao bạn phải cố trong vô vọng và lãng phí thời gian lẫn công sức? Ai cũng có thể phạm sai lầm, vấp pháp, thất bại. Nhưng dù là điều gì đã xảy ra và có để lại hậu quả nặng nề ra sao, thì đó cũng chỉ là quá khứ. Miễn là ta đứng dậy và rút ra bài học để không đi vào vết xe đổ ra sao. Những người bi quan không có niềm tin vào cuộc sống sẽ dễ bỏ lỡ mọi cơ hội. Ngược lại, người lạc quan sẽ dễ dàng tìm thấy cơ hội quý báu ngay trong khó khăn. Hạnh phúc là do bản thân tạo nên. Niềm hy vọng là bầu trời vô tận. Hãy mở rộng lòng và bạn sẽ thấy được điều đó. Và khi bạn hạnh phúc, những người xung quanh cũng sẽ hạnh phúc, bởi niềm vui rất dễ lây lan. Khi đó, cuộc đời sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, phải không? Đừng mãi đắm chìm trong thất bại. Ngay từ giờ, hãy tìm đóa hoa hồng xinh đẹp của riêng cuộc đời mình. Đóa hoa khiến bạn có những cải biến nho nhỏ, nhưng mang đến tác dụng vô cùng lớn lao. Bởi cuộc sống của bạn chính là phụ thuộc vào cách nhìn của bạn. Chỉ khi bạn chịu thay đổi, thế giới cũng sẽ biến đổi theo.